Chào các bác, ngày hôm nay thì em chuẩn đại diện cho Trung Thực Auto xin được gửi tới các bác một lựa chọn trong cái tầm tiền loanh quanh 400 triệu quay đầu. Và ngày hôm nay thì em đã có lựa chọn và có câu trả lời cho các bác đây. Bên cạnh em chuẩn đây đang là một mẫu Ford EcoSport sản xuất và đăng ký lần đầu là 2018 nha các bác nhá. Phiên bản số tự động. Và chiếc này thì đã lăn bánh được 45.000 km rồi. Và có mức giá tại thời điểm hiện tại thì Trung Thực bên em đang chào bán niêm yết công khai với một mức giá duy nhất là 376 triệu đồng. Và với 376 triệu đồng thì chúng ta sẽ sở hữu được những gì đây? Đầu tiên là về phần ngoại thất của xe. Xe này thì nó nằm trong cái phân khúc mà xe thuộc hạng B gầm cao anh chị nhá. Về phần đầu thì thiết kế phần lưới tản nhiệt này rất là đơn giản thôi, không cầu kỳ, không hoài mẽ gì cả đúng không ạ? Các cái đường thiết kế thanh nan kéo dài, có sơn đèn bóng này. Đấy, đèn thì chia thành hai khoang. Và với phiên bản số tự động này thì sẽ chỉ được trang bị là các bóng đèn công nghệ halogen chiếu sáng này, kết hợp với khóa phản xạ thôi đúng không ạ? Đèn xi nhan thì cũng đặt ở giữa, đặt ở bên dưới. Tuy nhiên rằng là cái mức độ đặt như này thì nó cũng không quá thấp một chút nào anh chị nhá. Vẫn dễ dàng quan sát và tạo hình của xe nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Các cái đường gân dập nổi ở trên nắp capo này, nhìn xe nó rất là khỏe đúng không ạ? Về phần hông xe thì sao? Hông xe thì thứ nhất là điểm ấn tượng ở trên phiên bản này, đó chính là cái trên mẫu xe này, đó chính là cái phần chiều cao, khoảng dáng gầm xe nhé. Khoảng dáng gầm xe của em này cực kỳ tốt, thậm chí nó còn cao tương đương với cả Hyundai Tucson cơ. Một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ như này mà có cái khoảng dáng gầm rất là cao nhá. Một lần nữa khi mà đi vào trong khoang nội thất thì các bác có thể nhìn thấy ngồi cái cảm giác lái, cảm giác ngồi trên xe này nó rất là thoáng, rất là đã nhá. Lốp thì ở đây kích thước R là 16 inch. Tuy nhiên trên phiên bản AT này, tức là bản thiếu đấy ạ, bản chưa đủ, thì nó sẽ được trang bị là mâm sắt thôi. Cũng rất là dễ hiểu vì cái mức giá tại thời điểm ban đầu nó tiếp cận nó cũng hướng đến một cái đối tượng là cơ bản là mình cũng không quá là cần sang xịn mịn mà chỉ cần đủ dùng thôi đúng không ạ? Lốp này thì đã được thay mới rồi nhá, lốp Bridgestone thay mới date năm 2021 này. Tình trạng lốp lắp còn rất là dày dặn đây, anh chị có thể nhìn thấy là dày nhá, rất là dày. Chất xe này còn rất là mướt nhá. Các cái đường nét thiết kế hông xe thì nói chung là nó cực kỳ đơn giản thôi. Điểm đặc biệt của trên mẫu xe này và rất là nhiều bác thích đó chính là có cái phần ba lô, tức là lốp sơ cua được dạng treo như này. Nó sẽ giúp chúng ta liên tưởng tới các cái mẫu xe SUV to con đích thực đến từ Mỹ, rồi những chiếc xe dành cho Việt dã đúng không ạ? Về Việt dã đi du lịch, nhìn cái phong cách xe nó rất là đẹp đúng không ạ? Tất nhiên điểm đẹp thì cũng có, tuy nhiên là một cái nhược điểm khá lớn khi mà chúng ta sử dụng chiếc này trong đô thị đó chính là cái việc mà chúng ta mở cái phần cửa, tức là mở cái phần cốp ra để lấy đồ ở hàng sau ấy. Thì với cái thiết kế kiểu này thì nó sẽ khá là tốn diện tích nhá. Khi mà chúng ta sử dụng xe chúng ta cũng phải tính toán để làm sao mà có cái đủ cái không gian, cái diện tích để mà mở được cái hàng cốp này. Về một cái điểm rất là vượt trội của em này là so với các mẫu xe cùng phân khúc thì cái mẫu xe này nó có cái phần không gian khoang nội, không gian khoang cốp đồ ấy, phải nói là rất là rộng anh chị nhá. Nó loanh quanh khoảng tầm 3 gang tay, tức là 60 phân độ sâu cơ. Đúng không? Thoải mái cho anh chị chứa đồ, vali to, vali nhỏ, thoải mái luôn. Và cái cách đóng cửa xe nó rất là chất đúng không ạ? Phong cách đóng xe này rất là xịn sò đúng không? Bây giờ em sẽ vòng lên giới thiệu một chút về không gian khoang nội thất cho anh chị xem nhé. Ghế da của em này đây anh chị có thể thấy, trước khi bước vào thì em muốn giới thiệu cho anh chị xem này. Đấy, phần ghế da của em là rất là đẹp nhá, rất là lình và không có dấu hiệu bị nhăn nhúm hay là hỏng hóc quá nhiều đâu. Đó, vô lăng bọc da vẫn còn rất là đẹp đây anh chị nhìn này, vô lăng của em rất là đẹp nhá. Phanh gì à? Đây là phanh tay. Đó, phanh tay cơ thì cũng đã có này. Thiết kế khá là gọn gàng nhẹ nhàng và nói chung là cái chất lượng da của em nó thì còn khá là ok nhá. Màn hình đã được độ thêm rồi này, số tự động này, màn hình Android này, ngồi rất là cao, rất là thoáng, có thêm các cái phần ô cửa thoáng để chúng ta cảm thấy nó đỡ bí hơn đúng không ạ? Chứ còn về mặt tính chất mà mang tính chất góc nhìn thì nó cũng không gọi là phản ánh tốt lắm. Ngồi rất là thoáng này, xe được bọc thêm trần để giảm ồn cũng như là tăng khả năng chống nóng, đặc biệt là trong cái khí hậu của thời tiết Việt Nam ta nhá. Gương kính chỉnh điện đầy đủ đúng không ạ? Đời này thì chắc chắn rồi, nó vẫn chỉ được trang bị chìa khóa cơ thôi. Chìa khóa cơ thôi anh chị ạ. Chìa khóa cơ. Ghế da này, rất là đẹp nhá, cốp đồ đó, trời, nhỏ nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng đúng không ạ?
gương thì em chỉ là chống chói cơ thôi. Đủ dùng đúng không? Bây giờ em sẽ vòng ra khoang 2 cho chị xem nhá. Với các cái mẫu xe như thế này thì khoang 2 thì nó sẽ không cho chúng ta cảm giác quá là rộng rãi đâu. Tuy nhiên rằng là đa phần thì nó cũng sẽ là đủ dùng thôi, đáp ứng được nhu cầu. Một cái điểm mà khá là hay trên em này đó chính là cái phần ghế này rất là cao nhá, nó giúp chúng ta nâng đỡ được toàn bộ cái phần đùi của chúng ta luôn, đúng không? Ngồi cao. Và độ ngả ghế thì chắc chắn thôi. Trên phiên bản này thì nó sẽ không thể ngả ghế thấp hơn được đâu. Cơ bản thì ngồi như thế này nó đã là hết cỡ với em nó rồi. Điểm đáng tiếc tiếp theo là chưa có cái phần bệ tỳ tay ở đây. Đó. Mặc dù là không có nhưng mà với cái mẫu xe nhỏ như này thường thì nó sẽ không được trang bị đâu anh chị ạ. Đó. Bởi vì là ngồi nó khá là gọn rồi, đúng không ạ? Thế này, chân này đầy đủ cả. Là đẹp anh chị nhá. Cái phần khóa cửa hay là mở khóa cửa này thích hợp ở giữa cơ, khá đặc biệt. Chiếc này thì cũng chưa được trang bị cửa gió hàng 2 đâu ạ. Chưa được trang bị cửa gió hàng 2 đâu. Đây cũng là một cái đa phần trong cái phân khúc xe kiểu như này thì nhà sản xuất cũng sẽ chưa được trang bị cho em nó cái cửa gió hàng 2 đâu. Vâng, và vừa rồi thì em có giới thiệu qua một mẫu xe đang có mặt tại trung thực Auto bên em. Và nếu bác nào quan tâm tới một chiếc xe gầm cao này trong cái tầm giá mà 400 triệu quay đầu, đúng không ạ? Chúng ta cần một chiếc xe gầm cao, nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị. Đấy, thì các bác có thể nghiên cứu em này, Ford EcoSport 2018 phiên bản AT. Chiếc này thì bây giờ bên em đang chào bán với mọi người biết là 376 triệu đồng anh chị nhá. Đó, dưới 400 triệu sở hữu mẫu xe gầm cao nào đây? Thì đây chính là một lựa chọn cho các bác. Và nếu bác nào quan tâm tới em EcoSport này hay bất cứ một mẫu xe gầm cao nào thì có thể alo tới hotline của trung thực Auto bên em. Và hotline của bên em là 0975 79 4Q2. Và các bác vui lòng bấm phím 2 để có thể liên hệ tới các bạn tư vấn ở trung thực Auto chi nhánh Bình Dương nhé. Thì xe hiện tại đang có mặt tại trung thực Auto chi nhánh Bình Dương. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo ạ.